những dự án V-Bug điện phun màn hình. Đầu tiên thì tất nhiên là chúng ta sẽ lau màn hình cho sạch, sau đó ướm cân đối phía trên, sau đó thả xuống. Ban đầu thì có thể nó không dính, nhưng mà không lo, vấn đề này chúng ta sẽ xử lý sau. Đó, ban đầu thì có thể rất là nhiều bọt như thế này, nó ra miếng mộc, nhưng mà không có vấn đề gì hết. Đó là cái dán bình thường. Đó, sau khi dán xong, chúng ta bắt đầu bóc cái mặt hai này lên. Bóc khéo một chút vì miếng hai này nó rất là mỏng. Sau đó giữ cái miếng ở dưới cho nó không bị tuột theo. Sau đó kéo ngược từ từ nhẹ lại. Thì tất cả những miếng dán này nó sẽ tự động nó dính vào. Đấy, mà nó sẽ không để lại bọt nữa. Nếu các bạn dán theo cách thông thường như miếng dán 3 lớp thì nó sẽ có rất là nhiều những cái bọt ở trên, mà nếu mình vuốt bằng tay thì hầu như là sẽ không đi được. Kéo trượt tự động như thế này thì nó sẽ dính được mà tốt hơn rất là nhiều. Đó, nếu chỗ nào nó chưa bong hết thì bạn nhấc hẳn nó lên, sau đó mình thả lại. Tốt nhất là có một cái miếng rẻ, miếng cát cạc thì đấy nó phẳng, mình vuốt nó sẽ ok. Sau khi thả hết như này thì các bạn chỉ cần vuốt các mép lại là ok. Nếu mà có bút ở phía trong thì mình dùng những cái băng dính giấy, mình nhấc nó lên và mình lấy nó ra. Ok. Còn cái phần vuốt ở các mép ấy, thì bạn vuốt ở các góc này trước này. Đó, nó sẽ dễ hơn. Rồi sau đấy vuốt các cạnh khác. Rồi, ok. Và để mua cái sản phẩm này thì bạn vui lòng truy cập website lên sang.vn.